Rồi sau một thời gian xa cách, hôm nay chúng ta gặp nhau như vậy. Ok. Bây giờ khéo đâu nhớ. Khỏe. Rồi chứ bây giờ anh mấy anh em hỏi nay sao không đưa ông vậy giúp đỡ mấy anh em nữa. Nên con nói thôi đỡ ông vậy nghiên cứu đi. Nhưng mà hôm nay là con nhớ chính xác là 7-7-49 ngày luôn rồi á. Đúng không? Được, đúng. Rồi hôm nay là ông vậy biết ngày gì không? Ngày Trung Thu. Trung Thu. Trung Thu là ông vậy sẽ phát quà cho các cháu, đúng không? Ok. Đó đó lý do hôm nay con xin con số chí mẹ. Nhưng mà gạt qua bên này tự mình hỏi thêm sức khỏe. Bữa giờ làm ăn cũng được chứ? Được. À được rồi. Hôm nay con quyết định tặng hoài cái áo khoác với cái mũ đó nha. Cho đó là của khách bỏ lại 2 tháng rồi. Ông hoài rất cảm ơn con. Các tớ hỏi ông hoài trả lại cho ông hoài. Nếu mà ai mà phát hiện áo của mình thì liên hệ ông hoài nhận lại nha. Ok. Ông hoài cho số điện thoại anh em lưu đi. Số thôi mấy. Không biết có điện thoại đây mà không biết có máy là sao chịu. Thôi không rồi, thôi khỏi. Ông hoài nếu mà phát hiện áo thì cứ lên thẳng. Lê Dân Tạch. Ông hoài giới thiệu bản thân mình gì vậy? Giới thiệu. Lê Dân Tạch. Lê Dân Tạch. Thị trấn Ô Mai Phù Cát. Trấn Ô Mai Phù Cát. Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1946. 46 là bao nhiêu tuổi? Nay là 77 năm 78 ạ. 78 hả? Cái 77 hồi giờ năm nào cũng 77 hết rồi, nay 78 đi. 78. Nay Trung Thu cũng vậy, ông Hoài có điều gì nhắn nhủ cho các cháu không? Ông Hoài có một lần tặng quà rồi, nhắn nhủ gì nữa cho các cháu. Đây là tặng quà. Các cháu nên trên đường đời, cháu rất cẩn thận, đừng ra ngã vào cái chuyện nó không hay gì đến. À, cho nó bỏ hết đừng có chơi môn khác, chơi môn số đơ này thôi đúng không? Đó, hôm nay là con quyết định luôn. Hôm nay là cũng xin con số đó mà tối kiếm ít đồng để chơi vợ con rồi đi chơi á. Ok không? Không phải, sẵn sàng. Sẽ giúp đỡ đúng không? Trên trước, phù hộ. Trên trước là gì? Con trước vương là. Rồi, bây giờ mình vào bản đồ luôn nha. Hôm nay là lần thứ 5 đời Bình Định. Ông Hoài sẽ giúp đỡ anh em kiếm một ít thu nhập để tối rồi đi chơi. Ok không? Ông Hoài, ok. Rồi, Bình Định, con gì? Bây giờ quyết định với cháu Phùng là có gì? Có bơ ba. Bơ ba. Đông đá. Đúng không? Đông đá. Bơ ba nổ không thay đạo không lên xuống. Không thay đạo không lên xuống. Nổ không? Nổ. Nổ. Rồi chốc đơn đây Bình Định chiều nay là Bạc Thổ Lô 13 nha anh em. Đúng vậy 13 đúng không? Đúng 13. 13 nổ tung đúng không? Tung rồi. Rồi anh em mình thích là mình vô tiền luôn nha. Rồi bác tay ngoài cái cảm giác là tự tiền hôm nay đó. Đó tiền đó làm gì? Lấy tiền để lo bản thân. Lo gia đình đúng không?